Hồ bên em chống nước nè, mọi người thấy kim đồng hồ vẫn quay trong mặt số, vẫn quay nè. Thương hiệu Vati được nổi lên phía trước như thế này và mặt số dạ quang cho anh chị mình đi đêm luôn nha. Được tặng kèm một dây tì hưu như thế này nữa, rất là sang trọng, rất là đẹp cho anh chị mình luôn. Mặt sapphire chống chảy xước cho mình trong quá trình sử dụng. Dây đeo là không sợ bị ố, không sợ bị bay màu, không sợ bị rỉ sét. Nhìn mặt sau giùm em có thương hiệu Vati được nổi phía sau như thế này. Hàng chính hãng thương hiệu Vati, thương hiệu đồng hồ đến từ Việt Nam anh chị nha. Đây anh chị nhìn xem, đeo vào tay rất là sang như thế này cho mình nè. Hàng bên em là hàng full hộp cho anh chị mình có thể làm quà tặng. Mình có thể tặng quà cho người thân, cho bạn bè, cho người yêu, cho chồng, cho vợ mình, rất là tuyệt vời luôn. Bên đồng hồ Vati sẽ tri ân cho 100 anh chị đầu tiên nhấn vào nút mua ngay bên dưới hoặc để lại số điện thoại sẽ được mua đồng hồ đeo tay nam Vati RS1290. Nhận hàng thì anh chị cứ mở ra mình kiểm tra thoải mái nha, rồi mình thanh toán tiền. Đấy, tặng kèm như thế này, một combo mua một được ba cho anh chị mình luôn. Mình nhấn vào nút mua ngay bên dưới hoặc để lại số điện thoại giùm em nha, sẽ có nhân viên gọi tư vấn và chốt đơn cho anh chị mình luôn nha. Mặt số đồng hồ rất là to rõ như thế này, các chữ số bên trong là mình được dạ quang nha, mình đi đêm rất là tuyệt vời, sáng lên và mình dễ xem giờ nha anh chị. Thương hiệu đồng hồ Vati là một thương hiệu đồng hồ đeo tay đầu tiên tại Việt Nam mình luôn ha. Có ngày cho mình xem và rất là chi tiết rõ ràng sắc nét trong ngày luôn nè. Mọi người xem giùm em mặt số sapphire ha, mình sử dụng hàng ngày chống trầy xước cho anh chị mình luôn. Không sợ là mình sử dụng hàng ngày nó bị trầy xước làm hao mòn cái đồng hồ của mình anh chị ha. Và đặc biệt là dây bên em mạ vàng 10K cho mình tạo cái độ thanh lịch và độ đẹp của đồng hồ nha. Đồng hồ cầm lên rất là chắc tay mọi người ơi. Nhìn giùm em mặt sau nè và cái mặt khóa nè mọi người, sang như thế này ơi. Nhanh tay nhấn vào nút mua ngay bên dưới hoặc để lại số điện thoại giùm em ha, sẽ có nhân viên gọi tư vấn và chốt đơn cho anh chị mình ngay nha. Đồng hồ bên em là mình sử dụng hàng ngày, đi tắm, đi rửa chén, đi giặt đồ thoải mái, không sợ là vào nước anh chị ha. Mình sử dụng hàng ngày là tuyệt vời luôn, không sợ gì hết. Và nhận hàng mình được mở ra mình kiểm tra giùm em test nước như thế này luôn ha. Đây anh chị nhìn giùm em là khi lấy ra khỏi nước nè, đồng hồ vẫn sáng nha, không rỉ sét ha, kim đồng hồ vẫn quay á, mặt số vẫn rõ ràng cho anh chị mình, không hề ố nè, không hề ố nè, và kim vẫn chạy nha mọi người, chống nước tuyệt đối cho anh chị mình luôn ha. Dây đồng hồ vẫn sáng nè, mọi người nhìn mặt sau giùm em nè. Đây mọi người nhìn rất chi tiết đi, rất là sáng, và mặt đồng hồ như thế này rất là sáng cho anh chị mình luôn nè. Đó, các anh chị còn chần chờ gì nữa mà không nhấn vào nút mua ngay bên dưới hoặc để lại số điện thoại ha, sẽ có nhân viên gọi tư vấn và chốt đơn cho anh chị ngay nha. Đồng hồ mà vừa dạ quang nè, vừa chống nước cho anh chị mình luôn, là màu đẹp như thế này mình làm quà tặng cũng rất là tuyệt vời luôn nha. Chị không mua là tiếc lắm luôn nha. Nhấn vào nút mua ngay bên dưới hoặc để lại số điện thoại giùm em, sẽ có nhân viên gọi tư vấn và chốt đơn cho mình ngay nha.